Truyền hình Thông tấn xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Mở đầu là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại thủ đô Hà Nội. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố lệnh cảnh báo sóng thần tại các tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima ở đông bắc nước này sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter. Người dân các nước khu vực Mỹ Latin đã bày tỏ phẫn nộ sâu sắc sau khi nam ca sĩ nổi tiếng người Argentina Facundo Cabral bị sát hại. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 7, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Trong một tuần làm việc, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và sâu sắc vào các nội dung của hội nghị. Đó là các nội dung về chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương, quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương, chủ trương nghiên cứu sửa đổi hiến pháp năm 1992, việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã thành công tốt đẹp. Về chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ có 24 vấn đề quan trọng và cần thiết, coi đây là điểm nhấn của nhiệm kỳ khóa 11. Trung ương đã thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất đưa vào chương trình khóa toàn khóa 24 vấn đề quan trọng và cần thiết nhất nhằm tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng. So với dự thảo, Trung ương đã điều chỉnh tên gọi, phạm vi, nội dung, thời gian trình một số đề án và bổ sung vào chương trình 3 vấn đề là quy định việc thi hành điều lệ Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội 11 đã đề ra là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cấp chiến lược, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Coi đây là điểm nhấn của nhiệm kỳ khóa 11. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiệm kỳ tiếp theo là cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của hội nghị lần này cùng các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết hội nghị lần này cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ nhằm sớm đưa nghị quyết Đại hội 11 của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm cao và niềm tin mới, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa. Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân và đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Để thực hiện các nghị quyết của hội nghị, Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2011 và để đáp ứng ước nguyện cháy bỏng của đông đảo các gia đình thân nhân liệt sĩ và đồng đội của các chiến sĩ đã hy sinh tại thành cổ Quảng Trị năm 1972, sáng ngày 10 tháng 7, lễ tri ân và lưu danh liệt sĩ thành cổ Quảng Trị đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 500 cựu chiến binh. Gần 40 năm trước, tại đây đã diễn ra cuộc chiến đấu chiếm và giữ thành cổ Quảng Trị. Các chiến sĩ của chúng ta đã trải qua 81 ngày đêm cam go gian khổ và hàng nghìn người đã ngã xuống. Để tưởng nhớ công ơn đó, lần đầu tiên đại lễ cầu siêu, tri ân và lưu danh liệt sĩ thành cổ Quảng Trị đã diễn ra bên bờ sông Thạch Hãn.
Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, thành cổ là địa bàn chiến lược, có thể tạo sức nặng của các phía trên bàn hội nghị Paris, nên trên một mảnh đất bé nhỏ mà kẻ địch huy động các lực lượng hải lục không quân để tấn công nhằm giành lại thành cổ. Đây dường như không còn là một trận đánh thông thường, mà nó là một cuộc tấn công hủy diệt. Người ta đã ước tính là Mỹ đã ném xuống Quảng Trị khoảng trên 300.000 tấn bom đạn. Bốn dãy tường thành thành cổ vỡ dần vì bom đạn và chấn động mặt đất. Máu thịt và xương của tử sĩ đã hòa vào lòng đất mẹ và nằm lại dưới lòng sông Thạch Hãn. Trong ngày lễ tri ân lưu danh này, hàng trăm cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân của các liệt sĩ thành cổ Quảng Trị đã có dịp đến chiến trường ác liệt năm xưa. Bên dòng sông Hiền Hòa, có nhiều người lần đầu tiên được gặp lại đồng đội, đắm mình trong những ký ức của một cuộc chiến cách đây gần 4 thập kỷ. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ hội Lăng Cô Vịnh Đẹp Nhất Thế Giới. Đây là hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2 năm Vịnh Lăng Cô được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Lễ hội Lăng Cô Vịnh Đẹp Thế Giới là một trong những sự kiện văn hóa du lịch nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2011. Đây là cơ hội để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với vùng biển Lăng Cô, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các loại hình du lịch trên vùng đất còn nhiều tiềm năng này. Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như triển lãm và hội chợ ẩm thực, lễ hội cầu ngư và đua thuyền truyền thống, đua lắc thuyền thúng, kéo co, lướt sóng, bóng đá, bóng chuyền bãi biển, lễ hội Lăng Cô Vịnh Đẹp Thế Giới sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về con người và cảnh sắc của vùng quê Phú Lộc, tạo đà cho kinh tế du lịch Phú Lộc nói riêng, du lịch Thừa Thiên Huế nói chung phát triển. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 7. Vừa qua, một số báo chí có phản ánh về vụ việc 12 giáo viên mầm non ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ bị trượt trong đợt xét tuyển viên chức năm 2011 vì thiếu chỉ số đo thể lực, hay cụ thể hơn là số đo vòng 1, trong khi họ có số điểm vượt trội so với những người khác. Điều này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc. Vậy thực chất của vấn đề này là gì? Phóng viên truyền hình Thông Tấn đã về tận địa phương để tìm hiểu sự việc. Năm 2011, huyện Tân Sơn được giao xét tuyển 185 chỉ tiêu giáo viên mầm non, và đã có 215 hồ sơ dự tuyển. Theo như một số báo phản ánh, trong tổng số hồ sơ đã nộp, có 12 hồ sơ bị rớt tuyển do giấy chứng nhận sức khỏe thiếu số đo vòng ngực. Nhưng khi chúng tôi tìm hiểu thì được biết chính xác có 11 hồ sơ và trong phần khám thể lực không ghi chỉ số đo vòng ngực trung bình. Trường mầm non Lai Đồng có 9 giáo viên dự tuyển đợt này, trong đó có 2 người không trúng tuyển. Và cô giáo Đinh Thị Hồng Giang là trường hợp rớt tuyển do hồ sơ không có chỉ số đo vòng ngực. Sau khi chúng tôi đi khám về thì so sánh với các đồng nghiệp khác thì có người có chỉ số vòng ngực, có người không. Tôi đã được trực tiếp đi khám thì tôi tin tưởng vào bác sĩ và đây là kết luận của bác sĩ với lại trách nhiệm của bác sĩ. Chúng tôi không có chuyên ngành gì về y cả nên tôi không hỏi lại. Được biết, chị Giang đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Tân Sơn. Vì thế, chúng tôi đã đến tìm gặp lãnh đạo bệnh viện. Tại đây, ông Ngô An Ngọc, giám đốc bệnh viện cho biết. Cái chuyện vòng ngực thì quan điểm tôi thì ra cái đó nó cũng không phải là quan trọng trong cái khám sức khỏe. Mà kết luận cho tôi là đủ điều kiện sức khỏe và công tác thì tôi bảo lưu ý kiến đó là chúng tôi hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Ông Ngọc nói như vậy, nhưng khi khám và chứng nhận sức khỏe cho các giáo viên, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã không thống nhất. Mỗi người làm một kiểu, nên có hồ sơ thì ghi chỉ số vòng ngực, hồ sơ thì không. Theo tôi nghĩ là không nên đưa vào ngực vào. Về ngực nó không nói lên điều gì cả. Đối với ông Bùi Văn Huấn, chủ tịch hội đồng xét tuyển giáo viên mầm non huyện Tân Sơn thì ngược lại. Bởi theo ông, căn cứ vào thông tư 13 của Bộ Y tế về khám sức khỏe, thì những hồ sơ thiếu chỉ số đo vòng ngực coi như không hợp lệ. Nếu không cần thiết thì chúng ta có thể loại bỏ tất cả cái chỉ số đó ra. Nhưng bởi vì là Bộ Y tế đã quy định là phải có chỉ số này thì tôi nghĩ là nó cần thiết. Và những người được khám trong đó thì đa số là có chỉ số này. Có 11 hồ sơ là thiếu chỉ số khám thể lực. Ông Huấn cũng cho biết, để đảm bảo khách quan và chống tiêu cực trong xét tuyển, cũng như mọi năm, việc xét tuyển vẫn dựa trên hồ sơ của thí sinh đã nộp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ được phép kiểm tra có đủ giấy tờ hay không, chứ không được can thiệp vào việc thay đổi nội dung hồ sơ đã nộp. Hồ sơ của thí sinh đã nộp thì đã được niêm phong ngay tại chỗ. Và khi làm việc thì hội đồng làm việc tập thể có sự giám sát của đồng chí chủ tịch ban dân huyện. Khi chúng tôi xét duyệt thì tất cả các hồ sơ, các giấy tờ trong hồ sơ là căn cứ để xét tuyển. Như vậy, hội đồng xét tuyển và cơ sở y tế
đều có quan điểm riêng của mình và ai cũng cho rằng mình đã làm đúng. Tuy nhiên, chính cách làm không thống nhất của họ đã khiến 12 cô giáo kia phải chịu thiệt thòi. Vì thế, việc làm cần thiết lúc này là hai bên phải ngồi lại với nhau để cùng thống nhất quan điểm và rút kinh nghiệm nhằm tránh lặp lại sự việc đáng tiếc này. Đến thời điểm này, khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã có 41 dự án đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng. Nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác đạt hiệu quả cao như khu đô thị 1A, 1B, khu biệt thự Bồng Lai, chợ Điện Ngọc, trường cao đẳng nội vụ, cơ sở Quảng Nam, Đà Nẵng. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay đã và đang xuất hiện tình trạng dân tự ý xây dựng nhà trái phép đã gây khó khăn cho nhà đầu tư. Sau khi tái lập tỉnh mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc là việc làm thiết thực, hợp lòng dân, thực sự làm thay đổi diện mạo nền kinh tế ở vùng nông thôn, vùng cát sau bao năm trồng chất khó khăn. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn triển khai dự án, một số người dân chỉ thấy lợi trước mắt, bất chấp kỷ cương phép nước, tự tiện cơ nới nhà cửa, lấn chiếm để hưởng tiền đền bù giải tỏa. Ngay như hai tuyến đường DT607 và DT603 nối dài do quá tải, mất an toàn giao thông, gia tăng tai nạn giao thông, sau khi có chủ trương cho đầu tư nâng cấp và mở rộng, nhiều hộ dân tự ý xây dựng nhà cửa nằm trong hành lang an toàn để hưởng đền bù giải tỏa. Một số dự án khu đô thị của các nhà đầu tư đang thi công, nhân dân cũng tự tiện lấn chiếm, xây dựng nhà cửa trái phép, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trong khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc. Theo báo cáo của Ban Quản lý khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, có hơn 150 ngôi nhà xây dựng trái phép trong khu vực, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Vào đầu tháng 4 năm 2011, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Định đã có phóng sự phản ánh về sự nóng lên do nạn khai thác đá trái phép ở phía đông núi Hoàn Trà, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau khi truyền hình Thông tấn phát phóng sự này, thì các cấp ngành và chính quyền tỉnh Bình Định đã cử đoàn đi kiểm tra và đã có thông báo số 72 ngày 17 tháng 6 năm 2011 chỉ đạo phương án xử lý. Tuy nhiên, sau một thời gian đến nay, nạn lộng hành khai thác đá trái phép lại tiếp tục tái diễn ở đây. Phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình Thông tấn tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Những ngày qua, không ít người và các phương tiện cơ giới hạng nặng như xe đào, máy ủi của các đối tượng khai thác đá trái phép tiếp tục hoạt động trở lại tại mỏ đá phía đông Hoàn Trà, khu vực giáp với doanh nghiệp tư nhân Xuân Nguyên. Hàng chục khối đá lớn thành phẩm đã được tập kết tại bãi để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ, trong khi những thao tác chẻ đá, khoan gỗ trên những phiến đá để chuẩn bị cho một đợt nổ mìn đang được tiến hành. Hàng ngày có hàng trăm mét khối đá là tài nguyên khoáng sản quý của nhà nước bị thất thoát. Nhiều người dân và cán bộ ở địa phương cho biết họ không thấy có một cơ quan chức năng nào kiểm tra và xử lý, và sở dĩ có sự lộng hành này là có sự tiếp tay của một số quan chức địa phương trong việc bảo kê cho một số doanh nghiệp làm để hưởng lợi.